Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel Riding On. Chúng ta đã hoàn thành về hai rider chính Kaworo Tycoon lẫn Kamen Rider Kiss. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tổng hợp lại tất cả những form Tycoon với form tối thượng của nãy Bujinso. Và trước khi bắt đầu video, chúng ta hãy cùng quảng cáo nào. Hiện tại mình đang có một gian hàng trên Shopee với tên gọi Riding On Shop. Các bạn hãy gõ từ khóa này sẽ xuất hiện ngay shop mình. Hiện tại mình đang bày bán rất nhiều những sản phẩm liên quan tới Tokusatsu, bao gồm cả Kamen Rider lẫn Super Sentai. Các bạn hãy follow cũng như nhập những mã giảm giá để có được mức giá ưu đãi nhất. Giá cả vô cùng cạnh tranh. Link mình sẽ để ở phần bình luận cũng như phần mô tả video nhé. Kamen Rider Tycoon Sakurai Keiwa. Anh ta có thể xem là nhân vật chính đích thực của series Kiss, khi toàn bộ đoạn đầu của series là giới thiệu về anh chứ không phải là Ukyo-A. Phần nhân vật chính là Ace có lẽ hướng tới việc giải mã những bí ẩn liên quan tới Design Rift. Nhưng nếu một nhân vật chính cơ bản thì có lẽ Keiwa là đóng một vai trò vô cùng tốt. Keiwa là một người cực kỳ tốt bụng, anh luôn hướng tới một thế giới hòa bình trong lần đầu tiên phỏng vấn. Bảo vệ hòa bình cho thế giới, mặc dù việc này đã khiến anh trượt phỏng vấn, nhưng nó không làm cho Keiwa bớt đi niềm tin cũng như hy vọng một thế giới. Những lý tưởng cao đẹp này của Keiwa sẽ luôn được thử thách trong toàn bộ series, và anh liệu có sa ngã vào con đường tuyệt vọng khi tất cả mọi thứ đổ sập xuống trước mắt anh? Có phải anh chỉ đơn giản là một người có được tất cả mọi thứ, có được người chị luôn yêu quý mình cũng như cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên người chị của anh, nên Keiwa mới có thể nói ra những lời lẽ cao đẹp như bảo vệ thế giới? Khi mất đi những thứ đó, liệu anh có còn cao thượng hay anh sẽ sa ngã vào sự tuyệt vọng? Nhưng khoan, hãy nói tới sự thay đổi của Keiwa. Sau khi rời khỏi công ty vì trượt bộ phỏng vấn, anh đã gặp một chàng trai bí ẩn là Ukyo-A với tư cách là Kamen Rider Kiss. Anh ta đã chiến đấu cực kỳ dũng mãnh vì đám Yamato và truyền nguồn động lực to lớn cho Keiwa. Có lẽ đó là hình ảnh người anh hùng mà anh luôn tưởng tượng. Nhưng tính cách của Ace không giống với tưởng tượng của Keiwa, nhưng anh cũng chẳng có nhiều thời gian để suy nghĩ về kẻ mà anh mới gặp mặt Ace. Thế giới đã một lần nữa bị thay đổi, và thật tình cờ, anh đã được chọn để tiếp tục trò chơi tiếp theo của Design Rift, trở thành một Kamen Rider, chấp nhận nó cùng với chiếc Design Rider. Anh đã có Core ID của một chú lửng với tông màu xanh lá và chuyển hóa anh trở thành Kamen Rider Tycoon, bắt đầu cuộc hành trình để tranh giành điều ước thật sự. Chuyển hóa bằng M-Drive và sử dụng những chiếc Rare Buckle cũng là đặc trưng của Tycoon. Ban đầu với tông màu chủ đạo là màu xanh lá, anh được tương thích với chiếc Rare Buckle Arrow, một mũi tên đã bắn biết bao nhiêu rider xuống địa ngục. Nhưng may mắn Tycoon không phải là người trong số đó. Phong cách chiến đấu của Arrow phù hợp một cách kỳ lạ với Tycoon. Anh thường xuyên lẫn trốn và ra những đòn tấn công bất ngờ hiểm hách vào đám Yamato, cũng như thường xuyên trốn vào một góc nhìn ngó xung quanh xem có ai đi giải cứu và tăng điểm hay không. Lòng tốt của Tycoon là điều không phải bàn cãi. Cũng nhờ đó mà anh mới thoát khỏi kiếp tử khi sử dụng chiếc Rare Buckle Arrow. Anh cũng có một số lần kết hợp nó cùng với Boost để gia tăng sức mạnh từ Arrow bắn ra những mũi tên với sức công phá lớn hơn so với những mũi tên cơ bản. Tycoon cũng có một lần sử dụng sức mạnh từ zombie của Buffa. Tycoon không sử dụng phần thân dưới từ zombie mà chỉ sử dụng phần thân trên, với tạo hình cũng tương tự như Buffa, là một bộ giáp tím với những chi tiết xương sẩu màu cam và những chiếc gai độc, cũng như cặp tay khổng lồ và những chiếc móng vuốt chứa đầy độc tố từ zombie. Tay phải của anh luôn cầm một chiếc lưỡi cưa Zombie Breaker, thứ đã giúp anh nghiền nát chiếc cửa sắt để dẫn tới con đường giải cứu chị mình. Đòn tất sát của Tycoon ở hình dạng này, Tactical Break, cương hóa lưỡi cưa và phá hủy những vật thể xung quanh, cũng như Zombie Strike, anh tạo ra những chiếc móng vuốt ở khu vực nhỏ hơn so với Kiss, túm lấy kẻ thù, khóa chặt chúng và cương hóa đôi bàn tay của mình bằng độc tố, hất văng kẻ thù với sức mạnh cực mạnh từ đôi tay của zombie. Chiếc Buckle tương thích với Tycoon mang tên Ninja Buckle. Mặc dù được Kiss sử dụng trước, nhưng với ước mơ của bản thân không phải chỉ để cứu mọi người mà còn mong muốn trở thành một anh hùng vĩ đại, một ninja, một anh hùng, một biểu tượng của Nhật Bản, anh đã được công nhận bởi chiếc Buckle Ninja. Nó đã từ bỏ Kiss tới nơi của Tycoon đang bị tấn công bởi tên trùm Yamato. Ngọn lửa rực cháy, nhưng anh đã sử dụng thuộc thế thân để biến đến một nơi khác. Tạo hình của Ninja Buckle kết hợp cùng với Tycoon. Ở nửa trên, anh là một ninja với tông màu xanh chủ đạo với những chi tiết màu đỏ và những bánh răng. Còn lại là bộ giáp sắt được trang bị phía bên ngoài, đủ thiện chiến và cơ động nhưng cũng đầy sự cứng chắc.
Vũ khí của anh là cặp Ninja Ruler. Thường anh sẽ sử dụng cặp này ở hình dạng kunai là chủ yếu để tăng độ linh hoạt khi di chuyển. Ở trạng thái ninja, Tycoon sẽ di chuyển với tốc độ cực nhanh, có khả năng xuyên phá những bức tường cũng như biến mất để dịch chuyển từ những nơi khác giống như một ninja đích thực. Ngoài tốc độ di chuyển cực cao cũng như thân thủ của mình, anh không sử dụng quá nhiều nhẫn thuật như Giz mà sẽ sử dụng hai cặp shuriken nhỏ trên phần tay của anh để tạo thành hai vũ khí hỗ trợ xung quanh bản thân anh, tăng phạm vi tấn công cũng như độ linh hoạt trong chiến đấu. Chuyển hóa xuống phần thân dưới, anh sẽ mất đi cặp ninja ruler bù lại. Những cú đá của anh sẽ bao gồm sức mạnh của gió cắt đôi kẻ thù được tích hợp cùng với hai cặp shuriken. Ngoài ra anh cũng có khả năng tận dụng được sức mạnh từ gió để bao bọc bản thân nhằm giảm thiểu lượng sát thương nhận vào. Đòn tất sát từ Ninja Buckle mang tên Ninja Strike, thân thủ của ninja kết hợp cùng với luồng gió xanh hất tung kẻ thù lên không trung và ra hàng loạt nhát chém vào người kẻ thù và kết liễu chúng với tốc độ cực nhanh từ Ninja Buckle. Kết hợp cùng với Boost, anh sẽ lao nhanh lên bầu trời để thực hiện đòn Rider Kick. Kết hợp với sức mạnh tỏa ra từ Boost, cú đá được mang sức mạnh từ lửa và gió thẳng một đòn tấn công vào chiếc cây khổng lồ, phá tan nó chỉ bằng một cú Rider Kick duy nhất. Năm 2022, ngoài việc công chiếu Kamen Rider Kids, chúng ta cũng còn một Rider khác được tiên tri sẽ xuất hiện trong series Kamen Rider Zio. Sau cuộc hành trình của Zio gặp những vị tiền bối Rider, chương thứ 2, Zogo đã có điềm báo. Ngày mà ngôi sao Regulus tỏa sáng, anh đã có những giấc mơ dự đoán về sự xuất hiện của những Rider đến từ tương lai. Trong số đó, 2022 sẽ là năm xuất hiện của Kamen Rider Shinobi. Và thật tình cờ, Kamen Rider Tycoon cũng có một mảnh bất cờ với sức mạnh của ninja. Vậy liệu họ có thể gặp nhau hay không? Chúng ta sẽ đến với câu chuyện ngày hôm nay, cũng như form được nhắc tới trong series này, Kamen Rider Tycoon Shinobi Buckle. Tại thế giới của Shinobi, dẫn đầu cho đám ninja bóng tối là kẻ mang tên Hiro. Hắn ta tiếp quản công ty Konjo và muốn thống trị toàn bộ thế giới. Trong cuộc chiến giải cứu cô em gái của mình, Kamen Rider Shinobi đã mất hoàn toàn nguồn năng lượng để trở thành Rider. Anh không còn khả năng chiến đấu và suýt bị tên Hiro tiễn về miền cực lạc. Cảm thấy Shinobi cũng chẳng còn giá trị gì, tên Hiro như bao phản diện khác đã bỏ anh lại. Quay trở lại căn cứ của hắn, tại đây hắn đã thu thập được tất cả những sức mạnh từ toàn bộ ninja trên khắp lục địa và hắn muốn bành trướng sức mạnh để thống trị thế giới. Cách tốt nhất là thu thập sức mạnh ninja từ khắp các thế giới khác nhau, triệu tập những Kamen Rider ninja khác đến thế giới của hắn và lấy cắp sức mạnh của họ. Trong số đó, tất nhiên là có hai chị em nhà Sakurai, Keiwa và chị Sara của anh ấy. Bối rối khi tới thế giới hoàn toàn mới, do nắm giữ Desire Driver, Sara đã bị đám ninja bóng tối nhầm tưởng là Kamen Rider Tycoon. Tycoon lúc này cũng được tổ chức nhẫn giả, cung cấp cho thông tin tình hình của thế giới, cũng như những thế lực đang nhắm vào anh. Trong quá trình khổ luyện cùng với Shinobi, Tycoon đã có rất nhiều cuộc tâm sự với anh. Và hiện tại cả hai đều mất đi sức mạnh và mục đích cuối cùng của họ là giải thoát hai người thân yêu của mình đang nằm trong tay của tên Hiro. Cả hai đã lập một kế hoạch lao thẳng vào căn cứ của đám ninja bóng tối. Tycoon mặc dù đã có được sức mạnh từ Ninja Buckle, ăn hành lên bờ xuống ruộng và truyền phần động lực lại cho Rentaro, Kamen Rider Shinobi, tinh thần dâng cao và nguồn sức mạnh ninja tuôn trào trong cơ thể của anh ta đã khôi phục lại sức mạnh của Kamen Rider Shinobi. Chiếc shuriken của Shinobi đã cộng hưởng với Keiwa và cho nảy sức mạnh của Shinobi Buckle, chuyển hóa thành một hình dạng có thể gọi là Another Tycoon hay chăng? Vẫn giữ nguyên sức mạnh từ Core ID là tông màu xanh lá chủ đạo của Tycoon. Phần trên được thay đổi dựa trên chiếc Shinobi Buckle, thêm một biểu tượng chữ X trên trán của Tycoon. Shinobi Buckle này tất nhiên cũng là vũ khí tái chế, do nó chỉ xuất hiện đúng một tập phim. Nó được lấy trực tiếp từ Armor Shinobi của Kamen Rider Warp. Tông màu chỉ được sửa sang lại một chút, cả trở thành tông màu tím, bỏ đi những phần vải quấn thừa thải, chỉ giữ lại duy nhất phần vải quấn quanh cổ của bản thân. Tycoon cũng được điểm tô thêm hai phần giáp trên tay của mình để trông có vẻ khác biệt. Thêm vào đó là phần miệng của nấy được lấy từ Buckle Zombie. Vũ khí chính ở hình dạng này, hai cặp kunai, khả năng linh hoạt cũng như tấn công bằng sức mạnh của ninja vẫn còn ở đó. Chắc có lẽ nó chỉ thay đổi thành hình dạng Shinobi. Anh đã kích hoạt được rất nhiều đòn tất sát để thể hiện rõ sức mạnh của mình. Năng lực đầu tiên thể hiện của đòn tất sát là Shinobi Strike. Anh phân thân ra hàng loạt chiếc bóng ảo, tấn công kẻ thù cũng như phóng ra tia sét tím từ bàn tay của mình nhằm hạ gục kẻ thù, nhưng đáng tiếc người gục lại chính là anh. Những chiêu thức kế tiếp anh sử dụng là chiêu thức phối hợp cùng với Shinobi, sử dụng những nhát chém va chạm với nhau tạo ra những luồng kiếm khí phản lại tấn công vào người kẻ thù. Trong khoảnh khắc này, anh đã hất tỉnh được sức mạnh thật sự từ ninja.
cũng như kích hoạt được đòn tất sát cuối cùng là Shinobi Strike, nhưng ở hình dạng là cú Rider Kick. Anh bao phủ đôi chân của mình bằng sức mạnh gió lốc màu tím, Rider Kick vào kẻ thù, để lại ký tự nhẫn giả sau khi kết liễu. Ninja. Trận chiến trong tòa lâu đài bí ẩn, ông lão trở thành Kamen Rider đã từ bỏ quyền thi đấu. Kiss cũng tận dụng điều này để đưa Tycoon trở lại để giúp đỡ mọi người. Tycoon cũng đã nhận được chiếc buckle tương thích của mình là Ninja Buckle để cùng tham chiến với mọi người. Ngoài những tên Yamato cũng như câu đố hốc búa để ra khỏi tòa lâu đài, họ còn phải đối mặt với những kẻ thù mới, Yamato Rider, những kẻ có khả năng tái sinh và thay thế lẫn nhau để trỗi dậy liên tục. Chúng gây không ít khó dễ cho nhóm của Kiss cũng như Tycoon. Những sự kiện về đám Yamato Rider này cũng làm cho Game Master Zero Re không ít lo lắng. Ông ta đã cung cấp cho tất cả những người chơi vật phẩm nâng cấp giúp họ tăng cao sức mạnh với hình dạng vàng kim mang tên Fever Buckle. Chiếc buckle này tạo hình như một chiếc máy roll. Nó sẽ có một cần gạt để roll ra một biểu tượng may mắn. Nếu họ đủ may mắn sẽ tạo một combo để có hai chiếc buckle giống với nhau cùng tồn tại trên một rider. Không dễ dàng để tạo nên hình dạng đôi này. Tycoon cũng sử dụng rất nhiều lượt roll để có thể tạo ra hình dạng Fever Ninja. Khi kích hoạt được hình dạng này, cơ thể của anh sẽ được bao phủ với sức mạnh ninja ở cả phần trên và phần dưới. Anh không có quá nhiều thay đổi, chỉ có một chi tiết bộ phận đai chân của anh chuyển hóa một phần là màu vàng kim và có ngôi sao biểu tượng của Fever Buckle. Trong hình dạng này, anh di chuyển cực nhanh nhưng không thể nào cầm hai vũ khí ở cả tay lẫn chân, và cũng không hề có cặp song kiếm Ninja Dueler nào được thể hiện từ Tycoon. Anh chỉ có vận tốc cực nhanh để phối hợp Kamen Rider Nago để chiến đấu. Với tốc độ cực nhanh của mình trên khắp sân đấu, khả năng đặc biệt duy nhất ngoài nâng cao sức mạnh so với form cơ bản, đó là anh sẽ sử dụng 4 chiếc phi tiêu thay vì 2 ở hình dạng ninja. 4 chiếc phi tiêu này giúp anh trong quá trình chiến đấu, hỗ trợ tấn công cũng như phòng thủ, tăng phạm vi tấn công của hình dạng ninja form từ Kamen Rider Tycoon. Đòn tất sát của anh, Golden Fever Victory. Tycoon bao phủ nguồn năng lượng màu xanh lá quanh cơ thể của mình. Nguồn năng lượng xanh lá lan tỏa tới hình ninja dueler. Anh dùng hàng ngàn nhát chém để xuyên phá kẻ thù. Twin set. Vật phẩm Dream Buckle là buckle gửi cho Kiss để giúp anh vượt qua hiểm cảnh, nhưng Kiss vẫn chẳng có chiếc Design Driver nên đành phải mượn tạm từ Tycoon. Điều kiện là anh sẽ phải giao tất cả những buckle của mình sở hữu cho Tycoon sau khi mượn xong Design Driver. Đúng như lời hứa, Kiss đã trao lại cho Tycoon tất cả buckle, trong đó có cả Dream Buckle. Mặc dù cũng không hiểu mấy nhưng anh vẫn tận dụng tốt khả năng của Dream Buckle, chuyển hóa thành hình dạng đầu tiên là Rising Sword trong trận chiến của những tên Yamato Rider. Anh thể hiện sức mạnh áp đảo từ hành Rising Sword. Tạo hình của anh giống với hình dạng Amdrai cơ bản, không có bất kỳ biểu tượng nào trên cơ thể, chỉ thay đổi phần gương mặt được trang bị một cặp kính năng lượng với tông màu chủ đạo là cam và xanh dương, thể hiện sức mạnh của Dream Buckle cũng như thanh gươm Rising Sword đặc trưng. Thanh gươm này là một thanh gươm năng lượng cũng với hai lưỡi và hai tông màu tương tự, cùng với đó là mảnh vỡ Buckle còn lại được gắn trên phần Rising Sword. Anh ra được những chém năng lượng với nguồn năng lượng từ tương lai, luồng điện xanh và cam hoa trộn lại với nhau để ra những nhát chém. Đến cả những tên Yamato Rider cũng phải bị đứt đôi ra với những nhát chém kinh khủng này. Nhưng tất nhiên, đó không phải là sức mạnh toàn diện của Dream Buckle. Sau khi sạc đầy nguồn năng lượng từ những nhát chém, chiếc buckle còn lại trên thanh gươm sẽ được mở khóa, kết hợp lại để tạo ra hình dạng Commander Form. Tạo hình của Commander Form là hai phần, Z và Canon, một bộ giáp kim loại nặng trĩu cũng như những chi tiết cơ khí được chế tạo từ tương lai, tông màu xanh từ Canon và tông màu cam của Z. Khi kết hợp ở hình dạng đầu tiên Canon, phần pháo sẽ được trang bị trên vai của anh. Nó sẽ luôn bắn ra những quả cầu năng lượng trong mỗi phát bắn, tấn công kẻ thù liên hoàn với những vụ nổ khủng khiếp từ những quả cầu này. Phần Z chân chỉ giúp anh nhảy cao hơn. Đòn tất sát từ hình dạng Canon mang tên Command Dream Victory. Tycoon xác định kẻ thù bằng cặp kính, nhắm thẳng mục tiêu và tạo ra nguồn năng lượng photon tụ vào hai khẩu pháo Canon. Phần đôi cánh của Z sẽ cắm thẳng xuống đất nhằm cố định Tycoon để anh không bật ra sau khi sử dụng đòn tấn công uy lực từ Canon. Một nguồn năng lượng khổng lồ được tỏa ra và nghiền nát tất cả kẻ thù xung quanh. Trạng thái thứ hai là Z. Ngược lại, nó sẽ thể hiện đôi cánh ở phần bên trên. Cặp pháo từ Canon sẽ chuyển hóa thành hai chiếc tên lửa. Ở hình dạng này, anh mới thực sự có khả năng bay lượn trên bầu trời chứ không phải được đẩy cao từ Z.
hất tung kẻ thù lên không trung, và nơi đó chính là thế mạnh nhất của hình dạng Zed. Anh thực hiện những kiếm với tốc độ cực cao để dán những đòn tấn công này vào người tên Yamato và kết liễu chúng. Black General Putin Sword Ready Fight. Thế giới đang vô cùng hỗn loạn với đám Yamato mới. Chúng là những sinh vật nhỏ bé và ký sinh lên vật chủ, biến họ trở thành những Yamato. Nếu để quá trình này diễn ra quá lâu, họ sẽ không thể nào trở lại thành người nữa. Với kế hoạch của Kagera, người hỗ trợ Tycoon, ông ta muốn một Kamen Rider che đi nỗi đau để trở thành một kẻ chiến đấu trong bóng tối, nghiền nát cái ác bằng sức mạnh của chính nỗi đau của bản thân. Ông ta đã dẫn dắt chị của Keiwa để trở thành một Yamato và chứng kiến cảnh Buffa ra tay tiêu diệt chị mình. Sau đòn kết liễu tình cờ đó, Buffa cũng chịu một chấn thương tâm lý vô cùng nặng nề. Còn với Tycoon, đó là tất cả của anh. Người chị, gia đình còn sót lại, tất cả mọi thứ đã sụp đổ trong mắt của Tycoon. Anh đã chính thức rơi vào bóng đêm của sự tuyệt vọng. Trong cơn bi kịch của bản thân, giam mình trong nhà, bỏ mặc tất cả mọi thứ và để dòng thời gian trôi qua. Những tên Kagera không thể nào để chuyện này xảy ra. Tận dụng khoảng thời gian đen tối ấy, hắn ta đã tiêm nhiễm vào đầu của Tycoon về sức mạnh, về lý tưởng. Khi có được sức mạnh trong tay, anh sẽ bảo vệ được những thứ vốn dĩ thuộc về mình. Cũng như việc tái tạo lại thế giới sẽ giúp hồi sinh cả gia đình anh, chứ không riêng vì chị của anh. Nghe được những lời nói này, bằng vẻ bề ngoài hiền lành tốt bụng của bản thân, anh đã đánh lừa được Kiss, bắt giữ thành công Sumori, lừa Sumori để ban cho bản thân sức mạnh để bảo vệ tất cả mọi người. Chặng đường Buffa lấy trong người ra chiếc buckle Bujin Sword. Nó giống như Kiss Magnite, là hai bộ phận tách rời và kết hợp lại với nhau. Thanh gươm che mờ đi đôi mắt của ID Core từ Tycoon. Bujin Sword bóng tối bao trùm kết hợp lại để tạo ra bộ giáp hoàn thiện của anh. Chỉ huy của bóng tối Black Zero được thiết kế là một samurai chỉ huy từ một đội quân. Anh ấy được tạo hình từ hai form của Tycoon, Ninja ở vị trí phần chân. Và phần bên trên không có gì quá lạ, bao gồm cả gương mặt được tái chế lại từ form Z và Canon từ Dream Buckle. Điều này cũng có thể lý giải do sức mạnh mạnh nhất của Design Red là sức mạnh từ Dream Buckle. Còn sức mạnh của Tycoon là đến từ Ninja. Form này được tích hợp từ hai buckle trên và sơ màu lại, cũng không có gì quá đặc biệt, vẫn hợp lý với cốt truyện. Tông màu chỉ có một màu đen sâu thẳm, một chiếc áo tròn cũng như những phần màu xanh lá đặc trưng của Tycoon. Gương mặt của anh là một đôi mắt đỏ với sự tà ác cũng như nhẫn tâm. Trang bị một vũ khí cực mạnh là thanh Bujin, tên gọi đơn giản là một thanh katana có khả năng chém tan tất cả mọi thứ. Khả năng chính form này từ Tycoon, những nhát chém của những đường kiếm của anh vung ra như một cao thủ kiếm thuật với những đòn chém vô cùng hiểm hách, sử dụng những nhát chém sâu gây ra những thương chí mạng của người kẻ thù. Anh còn thực hiện một số động tác cực khó khi dùng chính chiếc áo tròn của mình để che đi đường kiếm, ra những cú đâm cực mạnh gây khó dễ không ít cho Giz Magnite, cường hóa đòn đánh cũng như tăng sức mạnh lên mức tối đa là khả năng chính của Bujin Sword. Ngoài ra, anh còn có khả năng tạo ra luồng khí đen và xanh lá bao trùm lấy cơ thể để dịch chuyển tới một nơi khác, như sẽ dùng sức mạnh này để phá tan xiềng xích. Đến cả sức mạnh trói buộc của Kiss Magnite cũng không thể nào làm gì được Bujin Sword. Thể hiện phần nào sức mạnh của vị đại tướng bóng đêm này, được bao trùm ở bóng đêm thì nhát chém thể hiện rõ tinh thần samurai cũng như kỹ thuật chiến đấu điêu luyện từ họ, là những gì thể hiện tốt nhất của Bujin Sword. Anh thực hiện hai đòn tất sát mang tên Bujin Sword Strike, bao phủ lưỡi gươm của mình bằng nguồn năng lượng bóng đêm, vẽ một mặt trăng máu và ra một nhát chém chí mạng một người kẻ thù. Đòn tấn công thứ hai là Bujin Sword Victory. Anh bao phủ cơ thể bằng nguồn năng lượng đen, bay lên bầu trời, ra một cú Rider Kick tỏa ra nguồn năng lượng lốc xoáy, xé toạc kẻ thù. Trong trận chiến bằng hình dạng này với Kiss, anh còn được những người xem khác tận thưởng cho những chiếc buckle để kết hợp. Đó là Monster cũng như Push, tăng khả năng đấm cũng như gia tăng sức mạnh tối đa bằng Push. Chúng ta đã hoàn thành mục tiêu 10.000 subscriber. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ kênh mình từ ngày đầu tới tận bây giờ. Chúng ta sẽ cùng đến mục tiêu tiếp theo là 20.000 subscriber. Nếu bạn thấy video này hay, hãy like và subscribe để mình đạt được cột mốc đó nha. Và cũng như mọi khi, đây là kết thúc video. Mình là Riding On. Thanh Quá Trình. Hẹn xin.